Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với phần tiếp theo. Mình là Giàng Thuận Ý. Ở trong nội dung chia sẻ này về trong các cái phương pháp bán hàng trên Amazon, mình xin chia sẻ cho các bạn các cái câu hỏi và các cái câu trả lời thường gặp về vấn đề chính sách nhập kho của Tiki. Mình là Giàng Thuận Ý và có bất kỳ thắc mắc khó khăn nào và liên quan đến bán hàng trên Tiki hoặc vì cần đến sự hỗ trợ hướng dẫn đào tạo chi tiết cầm tay chỉ việc, các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với mình thông qua email ở trên màn hình, đó chính là bán hàng trên tiki@gmail.com. Ok, và để không làm cho các bạn mất thời gian nhiều, mình xin bắt đầu. Điều đầu tiên mà các bạn cần quan tâm khi bán hàng trên Tiki, đó chính là câu hỏi đầu tiên, chính là điều kiện để nhà bán hàng được nhập thêm hàng vào trong kho của Tiki là gì? Ok, điều kiện đó chính là số lượng hàng hóa nhập kho không được lớn hơn số lượng hàng hóa bán ra trong vòng 30 ngày gần nhất, và Tiki có quyền tạm ngưng nhập kho nếu nhà bán hàng chưa đáp ứng đủ điều kiện này. Các bạn nhớ nhé, tóm lại là chúng ta được nhập tổng số lượng hàng không được vượt quá số hàng hóa bán ra trong vòng 30 ngày gần nhất. Đấy, có nhớ nhá, 30 ngày gần nhất. Ok. Câu hỏi thứ hai đó chính là các lỗi thường gặp dẫn đến hàng hóa không đủ điều kiện khi nhập kho là gì? Cái điều này vô cùng quan trọng nhé, bởi vì có rất là nhiều bạn liên hệ với mình, đó chính là hàng hóa của mình đang gặp cái lỗi mà không biết làm thế nào để khắc phục được cái lỗi này khi mà nhập vào kho của Tiki. Đầu tiên, lỗi rất phổ biến đó chính là hàng hóa đóng gói sai quy cách hoặc là bị lỗi. Đây là lỗi cực kỳ phổ biến nhé. Còn quy cách hàng hóa như thế nào thì mình xin phép mời các bạn xem một cái clip khác nhé. Ok, hàng hóa thiếu mã vạch min code hoặc mã vạch min code nhưng lại bị mờ và không quét được, hoặc nhà bán dán mã vạch min code không đúng quy định theo hướng dẫn của Tiki. Ví dụ như các bạn in nó bị nhòe hết mực này, hoặc là nó đen quá, hoặc nó nhạt quá, nó không thể đọc được. Hoặc là các bạn dán vào góc ấy, tức là chúng ta dán nó bị gấp mép ấy, nó cũng không đọc được. Cho nên là không nhập được kho, đây là điều kiện đương nhiên rồi. Các bạn hiểu rồi, mã vạch phải được dán ở một chỗ có thể thuận tiện được, đúng không ạ? Tiếp theo, nhà bán hàng quên mang theo phiếu gửi hàng BOP hoặc nhà bán hàng chỉ mang theo một phiếu gửi hàng BOP cho đơn hàng cần gửi. Ok, đây cũng là một trong những vấn đề mà rất là nhiều các nhà bán hàng gặp phải và chúng ta bị quên mất nhé. Cho nên là chúng ta hãy nhớ nha, bởi vì chúng ta phải có hai liên, đúng không ạ? Ok. Tiếp theo, câu hỏi thứ ba đó là để được nhập hàng vào kho của Tiki, thời hạn sử dụng của sản phẩm còn lại tại thời điểm nhập hàng là bao nhiêu? Ok, đây là điều vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Khi mà chúng ta bán những cái sản phẩm mà nó có hạn sử dụng, nó liên quan đến bảo hành, liên quan đến đổi trả, liên quan đến hạn sử dụng, thì rõ ràng đây là một trong những yêu cầu vô cùng quan trọng. Và rất là nhiều bạn cũng chúng ta không để ý vấn đề ngày sản xuất và ngày hết hạn. Cho nên là đây là một điều kiện vô cùng quan trọng để các bạn cùng chúng ta để ý, nếu không là chúng ta sẽ bị vi phạm chính sách của Tiki nhé. Ok, hàng hóa sử dụng mô hình lưu kho Tiki, mô hình FBT và qua kho Tiki là kho ODF, thời hạn sử dụng còn lại của sản phẩm phải lớn hơn 60% tổng thời gian sử dụng tối thiểu, thời hạn sử dụng và tối thiểu còn 3 tháng tính từ ngày nhập kho của Tiki. Tức là có hai điều kiện nha, các bạn nhớ nhé. Ví dụ như nếu như trong trường hợp mà hạn sử dụng của chúng ta phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải lớn hơn 60% tổng thời gian và tối thiểu còn 3 tháng. Như vậy nếu như giả sử thời gian sử dụng của các bạn là 10 tháng thì các bạn khi nhập vào kho thì chúng ta tối thiểu là còn phải có 6 tháng nhé. Có 6 tháng, và nếu như điều kiện thứ hai là lớn hơn 3 tháng nữa là chúng ta phải đáp ứng được, đúng không ạ? Ở đây là hai điều kiện song song nhé, nên là chúng ta phải đáp ứng cả hai, nếu không là hàng của bạn sẽ bị từ chối nhập vào kho. Tiếp theo, thời hạn sử dụng còn lại của sản phẩm tại thời điểm nhập hàng 6 tháng chiếm 50% tổng thời hạn sử dụng của sản phẩm 1 năm. Ok, chúng ta cùng đọc lại nhé. Thời hạn sử dụng còn lại của sản phẩm tại thời điểm nhập 6 tháng chiếm 50% thời hạn sử dụng của sản phẩm trong vòng 1 năm. Ok, tức là gì ạ? Tức là bạn phải chiếm tối thiểu 50%. Ok. Tiếp theo, yêu cầu thứ tư mà các bạn cần phải chú ý đó chính là khi dán mã vạch min code cho sản phẩm thì cần lưu ý vấn đề gì?
Đấy, điều kiện này là vô cùng quan trọng các bạn nhé. Đấy, khi dán mã vạch minh cốt cho sản phẩm thì cần lưu ý những vấn đề gì? Rất rất nhiều bạn đã làm sai vấn đề này và điều này là dẫn đến là chúng ta bị từ chối nhập kho nhé. Điều kiện đầu tiên là mã minh cốt theo SSKU và được in ra từ hệ thống của trung tâm bán hàng do Tiki trung tâm cung cấp. Đây là điều kiện tiên quyết và bắt buộc bởi vì các bạn bắt buộc phải in từ trong hệ thống Seller Central của bạn và do Tiki cung cấp nha, các bạn không được in bên ngoài, các bạn nhớ nha. Bắt buộc chúng ta phải in bên trong Seller Central của Tiki. Đấy, mình xin nhắc lại một lần nữa là như vậy. Tiếp theo là mực in mã minh cốt và nên là màu đen và cần rõ thông tin. Đấy, chúng ta nên áp dụng đúng quy định nhé, chúng ta cũng không cần phải màu mè quá đúng không ạ? Tiếp theo là nên sử dụng giấy bám mực in không bị lem. Tức là nhiều trường hợp là chúng ta quên mất là chúng ta in vào giấy bóng ấy. Tức là cái giấy mà chúng ta để in cái mã min code này này, chúng ta in lên cái chất liệu nó bị bóng quá, dẫn đến là sau khi in xong chúng ta quệt qua một cái là nó bị nhòe mất mực ấy. Thì dẫn đến là hệ thống sẽ không được đọc được mã và dẫn đến là nó bị lem. Và đương nhiên là khi nhập kho thì máy nó sẽ không đọc được các bạn ạ. Tiếp theo là mã min code phải dán trên từng sản phẩm. Ok, điều này rất rất là nhiều bạn đã làm sai đúng không ạ? Giả sử như một thùng hàng của bạn có 12 sản phẩm, đôi khi các bạn chỉ dán bên ngoài thùng lớn và không dán vào từng sản phẩm con đúng không ạ? Điều này vô cùng nguy hiểm đúng không ạ? Chúng ta phải dán vào từng thùng con một, các bạn nhớ nhé, chúng ta phải dán vào từng sản phẩm con một. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi các bạn bán ra khỏi kho của Tiki thì các bạn làm gì ạ? Bạn bán từng sản phẩm một chứ chúng ta không bán cả thùng đúng không ạ? Nên là rõ ràng là nếu như các bạn chỉ dán bên ngoài thùng mà không dán những cái sản phẩm con ở bên trong ấy thì không thể nào hệ thống của Tiki phân biệt được đâu là sản phẩm cần phải xuất ra khi có đơn hàng đúng không ạ? Cho nên rõ ràng các bạn luôn luôn nhớ là vì chúng ta là bán lẻ từng sản phẩm một cho nên là tất cả các sản phẩm của chúng ta phải được nhập và dán mã min code trên từng sản phẩm, các bạn nhớ nhé. Ok, mã min code phải dán tách rời với phiếu gửi hàng BOP, các bạn nhớ nha. Mã min code phải dán tách rời với phiếu gửi hàng BOP. Điều kiện này là vô cùng quan trọng các bạn nhé. Tiếp theo là nên dán lớp băng keo lên mã min code để tránh bị mờ thông tin. Đây là một khuyến cáo của Tiki để đảm bảo rằng chúng ta cần làm cẩn trọng hơn, đó chính là gì ạ? Rất nhiều bạn in bằng giấy A4 thông thường, chúng ta có thể dùng keo dán đúng không? Hoặc là chúng ta dùng cái giấy mà có một mặt keo sau đó chúng ta dán lên. Thì nó có một vài vấn đề, đó chính là nếu như trong cái điều kiện thời tiết bình thường thì không nói làm gì, thì hoàn toàn là chất liệu nó có thể dính ở trên đó đúng không ạ? Nhưng mà nếu không may khi mà chúng ta vận chuyển đến kho của Tiki chẳng hạn, thì chúng ta không may bị ẩm, bị ướt, hoặc là vì lý do gì đấy mà sản phẩm hoặc là cái bao bì đấy nó bị ẩm, bị ướt thì dẫn đến nó sẽ bị bong, bị bay mực, bị mờ cái mã min code của chúng ta. Và đương nhiên là trong tất cả các trường hợp đấy thì chúng ta sẽ bị sản phẩm của chúng ta có khả năng là sẽ mất đi cái mã min code và dẫn đến là cái gặp khó khăn trong cái quá trình nhập kho đúng không ạ? Nên là chúng ta phải nhớ nhé, các bạn phải nhớ điều kiện này để chúng ta nên cẩn thận dán một lớp băng keo trong, nhớ là trong nhá, chứ không phải dán băng keo đen hay vàng lên nhé. Bởi vì nếu mà dán đen hay vàng lên thì đương nhiên là sẽ không đọc được rồi. Tiếp theo, câu trả lưu ý số 5 mà để cho các bạn nên nhớ, đó chính là chúng ta trả lời câu hỏi nhãn hàng hóa là gì. Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, được in, được đính, được đúc, được chạm, được khắc trực tiếp lên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm. Ok, thực ra thì đây là một định nghĩa nó hơi hàn lâm, chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ? Đó chính là cái tem mác bên ngoài, tem mác bên ngoài của sản phẩm ấy. Thì nó có được thể hiện bằng nhiều hình thức đúng không ạ? Có bạn thì có thể in màu, có bạn thì in đen trắng đúng không ạ? Có bạn thì có thể là chúng ta đúc. Chúng ta ví dụ như với cái sản phẩm đúc đồng chẳng hạn, hoặc với sản phẩm gỗ thì chúng ta chạm trổ đúng không? Hoặc là với cái sản phẩm bằng laser thì chúng ta sẽ khắc trực tiếp đúng không ạ? Thì tóm lại nó là bao bì, nhãn mác của, nó là nhãn mác của sản phẩm các bạn nhé. Ok. Phần tiếp theo mình xin chia sẻ cho các bạn đó chính là nhãn phụ là gì. Ok, vừa rồi chúng ta làm quen với nhãn chính rồi đúng không? Bây giờ sẽ là nhãn phụ.
Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch ra từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt, bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam và nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu. Có nghĩa là gì ạ? Ví dụ như các bạn nhập khẩu một cái sản phẩm là ví dụ như thực phẩm nước ngoài, ví dụ như là đùi heo, đùi cừu hoặc là quả ô liu chẳng hạn, hoặc là những sản phẩm mà nó có tiếng Anh hoặc là tiếng Trung Quốc chẳng hạn thế. Rõ ràng là đa phần là người Việt Nam sẽ không đọc được các cái thông số ở trên cái sản phẩm đó, và yêu cầu là phải dán nhãn phụ là điều bắt buộc, và nhãn phụ này chúng ta phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam các bạn nhé. Cho nên là điều này các bạn phải làm. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải là nhãn phụ thể hiện trong những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc hàng hóa, nội dung ghi tiếng Việt phải tương ứng với nội dung trên nhãn gốc. Ở tóm lại là các bạn hãy tuân thủ cái quy định ghi nhãn phụ này để đảm bảo là chúng ta không bị vi phạm nhé, không bị vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cái này nó liên quan đến phần quản lý thị trường nhé các bạn nhé, cho nên là chúng ta nên cẩn thận. Câu hỏi số 7 hay còn gọi là thắc mắc số 7 các bạn hàng thường có phải, đó chính là vì sao hàng hóa cần phải có nhãn. Đương nhiên rồi, đúng không? Chúng ta bây giờ mà mua một cái sản phẩm gì mà nó không có tem mác gì, không có truy xuất nguồn gốc, đúng không? Chúng ta cảm thấy rất là nghi ngờ, đúng không? Ok, chúng ta sẽ cùng đi một vài lý do nhá. Lý do đầu tiên đó chính là để người tiêu dùng nhận biết làm căn cứ lựa chọn tiêu dùng sử dụng sản phẩm. Ok. Thứ hai là để nhà sản xuất kinh doanh thông tin quảng bá cho hàng hóa của mình. Tức là có hai chiều, chiều thứ nhất là người tiêu dùng, chiều thứ hai là nhà sản xuất được quảng bá thông tin, đúng không ạ? Tiếp theo là để cho cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra kiểm soát. Ok, đúng không? Ví dụ như là bên vệ sinh an toàn thực phẩm này hoặc bên quản lý thị trường này, họ sẽ rất rất quan trọng đến vấn đề này nha các bạn nhé. Tiếp theo, nếu tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa không có nhãn hàng hóa hoặc có nhãn hàng hóa không đúng quy định của pháp luật Việt Nam thì sẽ bị cơ quan nhà nước xử phạt hành chính. Ở đây là quy định của nhà nước rồi nhé, cho nên chúng ta không có chống lại được. Ok. Tiếp theo, chính vì các lý do trên nên là Tiki khuyến khích các nhà bán tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về nhãn hàng hóa. Điều này là đương nhiên rồi, chúng ta xác định là kinh doanh bài bản, kinh doanh lâu dài và kinh doanh một cách có bền vững thì chúng ta nên tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam nhé. Ok, vấn đề thứ 8 cần lưu ý đó chính là Tiki yêu cầu như thế nào về nhãn hàng hóa khi nhập kho. Đầu tiên là chúng ta phải áp dụng theo tiêu chuẩn của pháp luật Việt Nam rồi, đúng không? Sau đó chúng ta phải tuân thủ theo quy định nội bộ của Tiki nữa, đúng không ạ? Ok, đối với nhãn hàng hóa lưu kho theo mô hình Tiki SBT, hàng hóa cần có nhãn cho tất cả các hàng hóa để nhập kho. Có nghĩa là gì? Với một ví dụ tương tự như lúc nãy, có nghĩa là nếu như các bạn có một cái thùng hàng gồm có 12 sản phẩm nhỏ thì nhãn hàng hóa được dán trên cả 12 sản phẩm nhỏ chứ không chỉ dán trên cái thùng bên ngoài nha các bạn nhé. Ok, đối với nhà bán theo mô hình qua kho Tiki ODF, mô hình dropship và mô hình nhà bán tự vận hành SD, hàng hóa đã được đóng gói sẵn sàng giao hàng và Tiki sẽ không kiểm tra hàng hóa có nhãn hay không. Nhà bán hàng sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến nhãn hàng hóa nếu như trong trường hợp có phát sinh xảy ra, đúng không ạ? Đây là trong trường hợp này thì Tiki không có kiểm tra được của bạn, cho nên là bắt buộc bạn phải tự đảm bảo là cái sản phẩm của bạn áp dụng đúng quy định nhé. Ok, thắc mắc số 9 đó chính là những loại sản phẩm hàng hóa nào cần phải có nhãn trước khi nhập kho Tiki. Ok, điều này rất quan trọng nha các bạn nha. Đầu tiên đó là tất cả hàng hóa khi nhập kho Tiki phải đáp ứng các yêu cầu về nhãn hàng hóa ngoại trừ nha. Tức là tất cả rồi, tất cả nhưng chỉ ngoại trừ một vài sản phẩm thôi nha. Ok, ví dụ vật liệu xây dựng: gạch, ngói, vôi, cát, sỏi, xi măng, đất màu, vữa, hỗn hợp bê tông, thương phẩm không có bao bì và giá bán và bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Ok, vấn đề này thì đi hiển nhiên rồi. Các bạn nhớ lại nhá, nhớ nhá, chúng ta chỉ loại trừ những cái này thôi nhá, còn lại tất cả đều phải có nhãn mang nhá. Ok, số 10 và cũng là yêu cầu cuối cùng đó chính là nhãn hàng hóa cần có những thông tin gì bằng tiếng Việt. Đây là yêu cầu bắt buộc nha. Chúng ta hãy nhớ ba dòng thứ nhất đó là xuất xứ của hàng hóa. Ví dụ như hàng hóa được xuất phát từ Việt Nam thì chúng ta ghi là Made in Việt Nam, đúng không? Hàng hóa theo tính chất của mỗi, các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa nếu có. Ví dụ như ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, định lượng, thông tin
cảnh báo an toàn hoặc là thành phần cấu tạo gì đấy, vân vân, đúng không ạ? Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thì nên có nhãn phụ nếu như trên nhãn gốc của hàng hóa chưa có những thông tin nêu bằng tiếng Việt. Ok, trên đây là 10 điểm mà các bạn cần lưu ý để chúng ta nhập hàng vào kho của Tiki. Và chúng ta xin kết thúc video này ở đây. Mình tên là Giang Thuận Ý. Các bạn nếu như có bất kỳ thắc mắc gì về video của mình hoặc là thắc mắc liên quan đến bán hàng trên Tiki hoặc cần tư vấn chuyên sâu, cần được đào tạo để bán hàng thì các bạn hãy liên hệ mình thông qua Facebook, thông qua email ở trên màn hình. Email của mình là banhangtiki@gmail.com. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin chúc các bạn có được thành công khi chúng ta kinh doanh đa kênh trên sàn thương mại điện tử tiki.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.